Dự báo thời tiết ngày 15 tháng 7 năm 2020. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 25 độ. Đêm mưa nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 21 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.